deployment time. Place the building. Ở giữa luôn này. Construction place the building. Place the building. Insufficient place the building complete. Place the building. Construction complete. Place the building complete. Place the building complete. Construction complete. Construction complete. Ôi toàn nước luôn. Này đánh nhau qua biển sao? À đường này. Biết biết. Má này toàn biển đó. Vui triển khai lính nhanh không, họ ăn hết thế vàng mất. Từ dưới này hết rồi. Đi hết đường rồi. Resource container detected. Resources received. Place the building. Hình như là nửa trên nửa dưới sao? Place the building. Where to shoot? Don't worry about approaching. Let's do this. Đáp để cho lính quay về luôn. 95 này, được thêm về trung tâm cung cấp này. Không biết tìm được bạn ở đâu luôn, mà chắc ở trên này. Không có thông tin gì hết. Không có thông tin gì để tìm được bạn hết. Nhà đây. Không ổn đâu, lưu lưu thôi. Không ổn, không ổn. Con này vẫn chạy được, ra góc này xem check không có gì không. Các bạn lên lô cốt rồi này.
đã xây lô cuối. Đây vẫn còn hồng, may thế. Đến tí chơi này. Thôi, cứ nhặt đồ dưới nước chưa hả? Xây dựng xong. Rất nhiều đồ luôn. Thấy hộp một đống luôn. Trăm này chúng ta cung cấp nhặt hết đồ rồi thế này thì tìm bạn lấy gì chơi. Cả hai nâng cấp nhà chính luôn. Đứng ở đây xem nó bắn được không? Đứng ở đấy đạn vẫn tới mà sao nó cứ phải vào cần nhỉ? Nó lên gì ai? Lên hệ thống chống ngầm luôn. Năm giây nữa. Có lẽ mình bỏ đi một nhà lính đâu. Một trăm người, 431. Lát sẽ xây thêm bên này. Nhà máy năng lượng lên luôn. Instruction complete. Insufficient energy. Place the building. Insufficient energy. Ra lính luôn.
Construction complete. Place the building. Upgrade complete. Ba trăm người lên luôn xe ba luôn, ra cho nó thủ ở đây. Map này nói chung đi vòng hơi khó, dẫn quân thì khó lắm. Thuyền mình có vẻ yếu. Rất đông luôn. Đông quá. Quay lại chơi đây. Ca này khó rồi. Phủ được, sao phủ được? Phủ chuyển bình thường. Mất một cái nhà máy máy bay. Một lát này thôi, mình xây xong thuyền rồi. Lúc đấy rồi câu sang rồi lúc khóc ra tiếng mán. Đấy thì câu mình. Lên mấy con bắn tỉa đằng sau kìa. Đấy giờ chết bụi luôn. Có vẻ như không tới. Trăm đây rồi. Giờ câu sang ba cái trung tâm cung cấp.
lính ba ở đây luôn. Lập sập mình một cái nhà máy bay cay thật. Một hai ba bốn năm cái trung tâm cấp. Tàu ngầm ra chưa nhỉ? Đứng đây. Câu ở đây luôn. Năm trăm ba mươi, năm trăm bốn mươi bốn. Bắn thôi. Ai được tập ngầm đâu. Câu ở đây luôn. Sự này nó nặng quá. À, lấy lính lên rồi này. Bắt đầu cho lính lên rồi này. Đây. Mấy con bắn tỉa của mình sẽ núp ở sau thôi.
khỏi xây luôn. Làm sao mà được? Đi tôi. Đây. Như này mà nó không chịu hàng như là cay lắm đấy, chơi ai mà chơi game mà bị bắn như là cay lắm. Lấy bao quân ra không đánh kia. Đấy mình chưa đánh luôn. Giờ chạy qua nhà xem nó lên nó làm cái gì. Động đến cái nhà chính của nó này, gọi là động thổ rồi. Đây nhá, mình dẫn quân này lên xem. Xem nó đang làm gì hay là à, nó nghỉ quân rồi. Nghỉ luôn rồi lấy quân sang đánh luôn. À, có lên tàu ngầm này. Rồi, tất cả các quân. Chỗ này đi sang đánh luôn.
20 đứa đi hết. Làm gì mà có cơ hội sửa sai nữa. Lặn đây. Mút con sang đánh phát là sập luôn. Bùa chứ. Ra đây ngay. Còn bắn gì nữa. Ông về nhanh cho đi hết. Chín con này lên trước. Lính tỉa theo sau. Cái tỉa này làm sao đỡ được. Mấy con Uro của mình chưa ra nhỉ. Lên chế độ bao vây bắn ra đi. Bây giờ không cần sập nhà chính á. Bây giờ mình đợi nó ở đây xem nó làm cái gì. Mấy con Ozo của mình không tới luôn đây. Tháp phòng không giờ tới này. Cố gắng ăn được cái nhà ba luôn. Nó làm cái gì? À, cũng phá được một cái nhà đấy. Cũng phá được một cái nhà. Thôi, nghỉ đâu. Chơi bời gì nữa. Chính con chuyển sang chế độ bao vây là đi hết. Con này lạc loài. Con mặt tỉa lạc loài.
Sao? 2, 4, 6, 8 con. 8 con xe tăng.